Ê, đi thôi, đi rồi sực rồi. Sớm á. Ôi. Lắm luôn hả? Màu đen không được xếp mắng bây giờ. Mệt thế nhở? Đi thôi. Ê. Sớm thế. Lần này đi trực sớm. Tức thế nhở? Ê, ê. Con đang làm gì vậy? Đâu rồi ông ơi? Đeo cái khẩu trang vào. Ôi trời, nguy hiểm lắm. Nhớ nhá. Em cảm ơn anh.